Vâng, người đó xin mến chào toàn thể bác nhá. Và tiếp tục trong video clip hôm nay, em Hiếu Minh xin giới thiệu cũng thông báo các bác thì hôm nay bên em về rất nhiều micro. Đó dòng micro Beyer 9100 và Beyer 970. Dòng Beyer 970 thì hiện tại cũng rất là lâu rồi, em lại có vài hàng về lại các bạn. Chính vì số lượng em về đây có gì mỗi thùng này 5 chiếc, số lượng em về rất là nhiều. Em quay trong clip này thông báo anh em trên kênh và cũng đổ cả xỉ lẻ cho cả thợ thuyền luôn nhá. Mới mức giá cực kỳ tốt, nếu bác nào anh em có nhu cầu liên hệ nhá, sản phẩm Beyer chính hãng nhập khẩu. Thì đây thì trước mắt các bác là dòng Beyer 970 thôi nhé. Dòng này thì cho bác đi chuyên đi sự kiện ạ. Chuyên đi sự kiện nếu gia đình thì càng tuyệt vời rồi. Còn chuyên đi sự kiện thôi nhé. Hàng mới tinh đập hộp luôn. Chúng dỡ cho nhỉ. Thì đi theo bộ của nó sẽ có gồm chống lăn dưới này, chống lăn cổ bác này, từ dưới là chùi dưới chua nhé. Và chống lăn cổ cực kỳ tiện lợi luôn. Và đây là phần adapter. Phần adapter nguồn rất là to luôn nhé. Xin chó ngay từ phần nguồn rồi. À, khi một cái sản phẩm mic chất lượng xịn ý, thì bên linh kiện nó cũng đã xịn rồi. Thì phần đuôi đây, nếu thì đối dòng Beyer 970 thì đuôi nó sẽ là tháo ở phần đuôi. Và cái điểm nó có mắt đèn ở dưới đây các này. Mắt đèn dưới này. Và đuôi chuột nhá, dòng này đi bắt sóng rất là xa, các bác đi show sự kiện tầm 1000 khách, 2000 khách tuyệt thoải mái luôn bác nhá. Bắt sóng rất là xa luôn, độ bền rất cao. Beyer thì quá nổi tiếng rồi. Beyer Visions. Và phiên bản đầu thu là phiên bản màu gold mới nhá, màu gold cực kỳ đẹp luôn. Để mã check coi nhá, mã check này, QR code này. Xem đây có cái sườn không, có vít mờ cạnh mở cho anh cái đầu thu xem có không đấy. Và đi kèm theo bộ Beyer thì có biết rồi, thì nó sẽ gồm cả phần 6 ly luôn nhá. Ở đây em sẽ mở luôn ruột đối với dòng Beyer 910, bác biết xem hàng xịn, chất nó nhìn trong linh kiện nó khác rồi. Đây là phần 6 ly đi cùng là chân nó vết bằng đồng với này. Dô anten đây ạ. Mở không? Đây. Anten nhé. Nguyên đai nguyên hộp. Giá cực tốt nhá. Anh em liên hệ trực tiếp giá tốt nhất nhá. Số lượng về nhiều. Em tiến hành mở luôn hộp trực tiếp luôn. Chúng chả chuẩn bị gì có theo quay ở đây, quay ở kho. Kho em thì rất nhiều hàng. Hàng về hàng ngày. Hay về nhiều mic thì em quay luôn, tiện luôn. Số lượng về nhiều. Thì như vậy thì tại đơn vị Hiếu Euro thì luôn sẵn hàng các sản phẩm đối với Beyer, là em phun mã từ những sản phẩm như 780 này, 9100 này, rồi 970 này, nghe ba model Beyer trên thị trường em đều bán phun mã nhá, phun mã và giá cực tốt cho anh em thợ và cũng giá rất tốt cho những bạn mua lẻ đấy, giá cực tốt luôn. Và ngoài ra không phải riêng Beyer mà tất cả các model từ sản phẩm nhập khẩu như Adni, AP, PS, TD thì bên mình luôn sẵn hàng, Gutin hay là BVK luôn sẵn hàng để phục vụ anh em chơi, nhất là đối với đẩy công suất thì bên em vương quốc đẩy luôn. Được chưa, một góc nữa mở ruột bác nhìn chất lượng ngay bên ruột rồi. Mỗi thùng này là 5 chiếc bác nhá, thùng 5 chiếc chấm Beyer Vision nguyên hộp nguyên đài đấy, bao nhiêu mỗi em 970 nhá, em nhập về là 20 thùng 100 chiếc. Mở rồi đây. Rất chất luôn bác nhá. Chất không? Từ những tụ bác nhìn này, cái hàng chất ý, thì bác nhìn vào. Thằng Beyer đặc thù nó tại sao nó sống rất ổn định, vì bác nhìn nó đắt ở con thạch anh này. Anh vàng này. Một dãy thạch anh vàng. Đấy. Con tụ vàng gọi là bọn em cứ gọi thẳng là tụ vàng. Và IC rất nhiều. Sóng bắt rất là xa nữa, rất là xa luôn. Chất cái mở ruột cái đã nói lên tất cả. Review cho bác luôn ban ngày, trời nó chập choạng tối rồi. Thôi đủ sáng rồi Dũng ạ, không hề đâu. Đấy, trong một clip em thông báo hàng về thôi, cũng review. Rồi dòng này em bán nhiều năm nay rồi. Cái điều quan trọng là hôm nay thông báo hàng về, số lượng về nhiều và mức giá rất là tốt cho những bạn chơi. Ngũ Bích Xịn mở phân khúc tầm giá. Đấy, hiện tại trên trường anh em đang bán cứ nanh quanh đâu đó khoảng 6 triệu một bộ, hoặc 5 triệu rưỡi, rẻ nhất em thấy 5 triệu rưỡi. Còn bác liên hệ trực tiếp mức giá cực tốt nhá. Tốt nhất. Đấy, tốt nhất cho bác luôn. Và các anh em thợ thuyền muốn nhu cầu khoảng 5 chiếc em đổ lẻ chỉ cho các bác anh em dùng, anh em về bán lại đấy. Còn đâu hiện tại bờ số lượng bên em về nhiều cũng thông báo trên kênh. Cái dòng micro có thể cũng cái đây một tháng này hết hàng rồi, hai tháng hết hàng. Trước này bây giờ với hiện tại những cái dòng như 9100 hay 780 vẫn còn. Còn đâu cái dòng này thì hai tháng này không có hàng, hôm nay về hàng lại. Các bác có nhu cầu liên hệ em nhá.